Giờ tôi thổi mẹ tê rồi đó. Đẹp rồi thôi. Rất là đẹp. Thấy con nào rùa vê có đề không? Dạ. Rùa vê có đề á. Thấy rùa vê nha, 1 hết 335 hết có đề á. Đẹp rồi con. Ừ, nào rộng cái bớt đi. Không có 135 có đề. Dạ. Không có 135 có đề. Ủa thì giờ mấy con vô con rồi? Để phải bánh răng chứ. Rồi. Không thấy bánh nào có răng hết trơn á. Hai con nè. Ơi. Cái bánh răng là có đề á. Có đề không? Còn không muốn. Có răng không? Bây giờ ông công ty giao mình chụp cho ta. Chưa mà. Bánh ở trong có răng trong á. Chút đi mình đem vô từ từ đi. Đem GV, GT cho trước đi. Cho đi GT. Em coi rồi, không có chữ nào hết chứ. Ừ. Không có chữ B mà rồi rồi không thấy. Rồi thử có đề không? Có luôn. Mấy con? Hai con mới đủ. Con công ty nó giao mà thịt chết à. Có luôn không? Có chắc phải gì. Có đề là để cái gì ta? Có đề là... Có B, đề là B. Giống như KB vậy đó. Máy Nhật là KB có đề. Ủa cái nô Việt Nam mình là chữ B không à?